Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết khá lý tưởng cho người dân Hà Nội trong ngày làm việc đầu tuần. Buổi sáng trời nhiều mây, không mưa, cảm giác ấm hơn nhiều so với ngày hôm qua. Nhiệt độ đo được lúc sáng sớm là 16 đến 17 độ. Tuy nhiên, sương mù nhẹ vẫn xuất hiện ở vài nơi trong thành phố. Nhiệt độ tăng theo từng giờ, đến khoảng 10 giờ mật độ mây giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức là 21 độ, sau đó tăng dần lên 22 và 23 độ vào buổi trưa. Buổi chiều, mức nhiệt đạt ngưỡng 24 độ và đây cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay. Đến khoảng 17 giờ thì nhiệt độ bắt đầu giảm, duy trì ở mức là 22 độ cho đến tối. Độ ẩm dao động từ 64 đến 93%. Khi thời tiết thay đổi, cơ thể không kịp thích ứng dẫn đến tình trạng lượng máu cung cấp lên não không ổn định, khiến xuất hiện các cơn đau đầu cường độ từ nhẹ đến mạnh, gây cảm giác mệt mỏi và khó chịu. Các chuyên gia y tế cho lời khuyên, quý vị nên nằm nghỉ nơi yên tĩnh, thoáng khí với tư thế chân cao hơn đầu để máu lưu thông lên não tốt hơn. Xoa ấn huyệt thái dương, ấn đường phong trì và bách hội để cơn đau đầu được xoa dịu, ngâm chân tay với nước ấm và uống trà gừng nóng. Trường hợp đau đầu ngày một tăng, quý vị không được tự xử lý tại nhà, không dùng các thuốc dân gian cũng như không lạm dụng thuốc giảm đau mà nên đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Đông Anh, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 18 giờ 25 phút hôm nay.